Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, những sự thật về Tô Lâm. Thông tin tuyệt mật. Cho đến nay, trong số các ủy viên bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam thì Tô Lâm, đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an là người nắm rất nhiều những vị trí quan trọng, nhất là chức danh Bộ trưởng Bộ Công an và là người có lắm điều tiếng nhất mà đã có không ít các vị lãnh đạo lão thành có đơn thư gửi tới tận Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tố cáo về những hành vi và việc làm sai trái, thậm chí là nguy hại cho đất nước. Nhưng đáp lại là sự im lặng đến khó hiểu từ ông Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị. Vậy chúng ta cùng điểm đã mắc những tội gì và là kẻ gian hùng như thế nào? Thứ nhất vai trò của Tô Lâm trong vụ đánh bạc qua mạng ở C50. Vụ án đánh bạc ngàn tỷ của con rể anh Quang Nghị xảy ra có đến 2 năm dưới thời của Tô Lâm là bộ trưởng Bộ Công an. Còn khi khởi sự thì Tô Lâm là thứ trưởng phụ trách an ninh. Lâm quen biết qua lại với Dương và ủng hộ Dương đánh bạc lấy lời chia nhau nên khi ở Phú Thọ phát hiện ra nhưng Tô Lâm không cho bắt. Trước khi bị bắt một tuần, Dương còn đưa cho vợ Tô Lâm đi mua sắm thăm thú cả tuần lễ ở châu Âu. Nói vậy chắc Tổng Bí Thư thấy rõ ràng quan hệ gắn bó giữa Tô Lâm và Dương. Vậy Tô Lâm không có trách nhiệm gì trong vụ án động trời này sao? Sau đó Tô Lâm để cho Trần Văn Vệ chỉ đạo ông Hoành bắt Nguyễn Thanh Hóa, Phan Văn Vĩnh và đối xử vô cùng tàn tệ đến nỗi Phan Văn Vĩnh bị bệnh nặng suýt chết trong trại mới được đi bệnh viện. Với số tiền 9.800 tỷ đồng, người ta có thể xây dựng hai tình nghĩa, cũng có thể mua được 1 triệu tấn gạo cứu đói được 90 trắng, có đủ nói lên được quy mô của đường sở dĩ nào này được như vậy chính các công an tổ chức thậm chí do chính trung tá đứng đầu các cực công nghệ ca trụ sở của nó lại chính là văn phòng bộ công an khi mà những người đi bắt cướp lại chính là kẻ cướp thì chủ nhà chỉ còn nước bó tay đó là Phan Văn Vĩnh, cựu Trung tướng Công an Việt Nam, anh hùng lực lượng vũ trang, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 12, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, Tổng cục 2, Ủy viên Đảng, Ủy Công an Trung ương, Cộng sản Việt Nam. Đó là Nguyễn Thanh Hóa thiếu tướng nguyên là cục trưởng cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50 Bộ Công an Cộng sản Việt Nam. Hẳn nhiên khi những tên tướng ăn cơm dân lấy tiền dân nhận nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống và tài sản cho người dân lại đi cướp của dân thì đó phải gọi đích danh đúng tên là tướng cướp. Có còn là Nguyễn Văn Dương, con rể của Phạm Quang Nghị ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và hàng loạt quan chức liên quan đến cả trăm người phải ra tòa là những con ông cháu cha với tên tuổi lừng danh Việt Nam, lừng danh cả về chức vụ và tội ác. Với một tổ chức đầy đủ quân hùng tướng mạnh như vậy thì sức công phá của nó khủng khiếp là điều không có gì lạ. Ở đây chúng ta chưa bàn đến những bản án những tội trạng sẽ được luận ra sao, chỉ cần chú ý đến phiên tòa qua cách tổ chức, qua bản cáo trạng, người ta sẽ thấy được những điều bất thường trước hết đó là việc tổ chức một phiên xử với sự chuẩn bị hết sức công phu kỹ lưỡng bằng cách xây dựng một hội trường cả ngàn mét vuông cho vụ xử và phiên tòa được xét xử với đầy đủ báo chí cơ quan và cả nhân dân vào xem hàng chục luật sư được điều động cho các bị cáo tại tòa báo chí ra sức tung hồ các tình tiết giảm nhẹ cho hai viên tướng công an cũng như các con cái của quan chức cộng sản điều ngạc nhiên là lẽ ra với những kẻ cầm giữ dây cương luật pháp phạm tội như phan văn vĩnh nguyễn thanh hóa là những kẻ biết rất rõ tội trạng của mình nhưng vẫn cố tình phạm tội thì không có tình tiết tăng nặng nào có sức nặng hơn nhưng báo chí và cả hệ thống luật pháp đã không đếm xỉa gì đến điều đó ngược lại đã được chỉ thị chỉ nêu thành tích công lao để giảm nhẹ hình phạt cho những kẻ này Người dân chú ý ở đây là những tội ác bị tố như vậy nhưng mức án của Phan Văn Vĩnh và đồng phạm được đưa ra đề nghị rất nhẹ nhàng, nghĩa là chỉ khoảng từ 6 đến 10 năm tù. Chính yếu tố này đặt ra cho người dân nhiều câu hỏi. Bởi vì mọi người còn nhớ những phiên tòa xử những người yêu nước với mức án 10 năm, 15 năm, thậm chí là 20, 25 năm, những tòa án cũng chỉ sơ sài, kín đáo và nhanh chóng không ngờ chẳng hạn những phiên tòa gần đây là một thí dụ trước hết là việc bắt bớ những người yêu nước bị bắt bằng cách bắt cóc chặn đường hoặc bắt khẩn cấp như bắt giặc mặc dù trong tay họ không một chút vũ khí không có tổ chức chống lưng và chống cự hoặc bất cứ hành động bạo động nào còn những tướng cớp những tên tội phạm này được ưu ái báo động trước hàng nhiều tháng trời mà không hề bị bắt khẩn cấp vì sao vậy điều này có thể xảy ra hai tình huống hoặc là cả hệ thống báo động cho đám tội phạm đó tẩu tán tài sản cướp được. Do đó khi khám nhà của tướng Vĩnh, công an không thu được tiền bạc chỉ thu được nhiều bằng khen. Hoặc việc báo động một thời gian trước khi bị bắt là nghệ thuật điều khiển của công an Việt Nam. Thông thường những vụ án kinh tế tham nhũng hoặc chức vụ tên tội phạm được báo trước một thời gian để cho con mồi tìm đường tháo chạy. Thế rồi, bao nhiêu tiền bạc tích cóp được qua quá trình cướp của nhân dân, sẽ dần dần đi ngược trở lại với các quan chức cao hơn trong bộ máy chính trị và mong chạy tội. Và khi cả hệ thống no nê thấy rằng con mồi đã khô máu thì màn cuối cùng là giết và triệt tiêu. Sau khi bị bắt các tướng cướp được ra vào viện điều trị chăm sóc bình thường và rất ưu ái. Tiếp theo là việc xét xử. Những phiên tòa gọi là xét xử người yêu nước, việc tranh biện lắng nghe là chuyện viển vông dù tranh luận sắc bén đến đâu, luật sư giỏi đến mức nào thì cũng chỉ là sự trang trí cho đẹp phiên tòa mà thôi. Phiên tòa xử 6 người với tội danh Tây Đình là hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân, tuyên án 66 năm tù nhưng chỉ cần xét xử chống vánh chỉ trong mấy tiếng đồng hồ. Phiên xử anh Nguyễn Văn Túc cũng chỉ 3 tiếng, 3 4 tiếng đồng hồ làm việc và cái gọi là tòa án đã kịp thời cho ra một bản án giam giữ tra tấn và cầm tù một con người 18 năm tù và quản chế. Đặc biệt hơn, việc xét xử Trần Thị Xuân, tòa án đã không hề thông báo với gia đình, người thân, không luật sư, không người bào chữa. Nghĩa là trong cái gọi là tòa án chỉ có tòa với công an. Nghĩa là tất cả chỉ có đảng ta với một cô gái độc thân vì hy sinh cho người nghèo, lo cho xã hội. Và phiên tòa đã được kéo dài tận hơn một tiếng đồng hồ thậm chí cho đến nay sau cả năm bị phạt thì Trần Thị Xuân vẫn cứ không hề được liên lạc với gia đình. Mới đây phiên tòa đối với Lê Văn Lượng với mức án 20 năm tù 5 năm quản chế cũng xét xử kín đáo và chóng vánh đến bất ngờ. Còn đối với các tướng cướp, ngay tại phiên tòa tướng cướp được ngồi trả lời thoải mái, thậm chí tòa còn có ý kiến của bị cáo có đồng ý đưa bản án lên cộng thông tin tòa hay không. Hẳn nhiên lời gợi ý này của tòa đã được các cấp tướng hưởng ứng ngay lập tức. Trên phương diện báo chí và truyền thông, báo chí luôn gọi những tướng cướp những tên tội phạm này bằng những đại từ rất kính trọng và lễ phép. Một câu xưng ông, hai câu xưng ông khác hẳn với hầu hết các mọi vụ án khác, nhất là với những người yêu nước. Chẳng cần hỏi ai, thậm chí công an còn cung cấp đầy đủ những chi tiết cắt xén xuyên tạc cho báo chí mặc sức tha hồ bôi nhọ và kết tội ngay khi tòa án chưa xét xử. Những điều này là những điều lạ với phần thế giới tiến bộ, chỉ có không lạ ở Việt Nam, đặc biệt là với những người yêu nước, với những người đau nỗi đau của người dân, của dân tộc. Chỉ với những điều sơ đẳng nói trên, cả hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã mặc nhiên xác định rằng tội yêu nước nguy hiểm gấp vạn lần tội cướp của dân hay bán lãnh thổ. Và điều 16 của cái gọi là hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi rằng mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Một lần nữa đã trở thành một trong những câu khôi hài bậc nhất của thời đại. Vụ án AVG trong vụ án này chủ mưu là Nguyễn Bắc Son và Phạm Nhật Vũ, nhưng nếu không có Tô Lâm bảo kê bằng các công văn như sau, Công văn số 2889 BCA A61 khẳng định việc mua bán giữa Mobile Phone và AVG là đúng pháp luật, đúng quy định, giá cả hợp lý. Chính nhờ có công văn này mà Nguyễn Bắc Son yên tâm chỉ đạo Trương Minh Tuấn ký hợp đồng. Và điều đáng nói là công văn này hoàn toàn sai chức năng vì Bộ Công an có phải cơ quan định giá tài sản của doanh nghiệp đâu. Công văn số 418 trên BCATCAN là công văn đồng ý đưa vào tài liệu tối mật. Công văn này chính là để bịt mồm báo chí và sau này khi tòa án xét xử thì cũng công văn bịt mồm luật sư và bịt mồm hội đồng xét xử. Mặc dù tòa án đề nghị cho công bố nhưng Tô Lâm không đồng ý vì có chữ mật nên không ai phản biện và giờ vì chữ mặt đó mà hàng loạt cán bộ có năng lực phải vào tù. Vì sao Tô Lâm lại ký văn bản để cho AVG từ tư nhân lại phải chỉ bán cho công ty nhà nước? Rõ ràng đây là con đường cho Nguyễn Bắc Son, Tô Lâm và Phạm Nhật Vũ đã vẽ ra để rút tiền của nhà nước. Tô Lâm là người nổi tiếng trong các bộ trưởng Bộ Công an về khoản ăn tiền. Vậy thì Vũ đã đưa cho Tô Lâm bao nhiêu? Không có đồng nào sao? Nếu không phải là 5 đến 10 triệu đô la Mỹ thì còn lâu Nhật Vũ nhận được bản án vô lý chỉ có 3 năm tù như vậy. Tô Lâm đóng vai trò đồng phạm trong việc giúp sức tích cực cho người khác phạm tội. Có được sự phê chuẩn này từ người đứng đầu cơ quan bảo vệ pháp luật thì bất cứ ai cũng có thể tha hồ phạm tội mà không sợ bị trừng phạt. Vai trò của Tô Lâm trong vụ đại án tham nhũng AVG mobile phone các đối thủ chính trị của Tô Lâm tung công văn tối mật số 418 trên BCATCIN do chính Tô Lâm ký ngày 9 tháng 3 năm 2015 lên mạng xã hội. Đây là bằng chứng xác thực tố cáo Tô Lâm đã đóng vai trò quan trọng trong vụ chuyển nhượng cổ phần giữa AVG và Mobile phone. Vai trò của Tô Lâm thế nào trong vụ đại án tham nhũng này? Theo nội dung công văn thì thời điểm đó Tô Lâm với quân hàm thượng tướng, thứ trưởng Bộ Công an, phụ trách an ninh đã chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần giữa AVG và MobiFone, là giao dịch kinh tế giữa hai doanh nghiệp có định hướng của nhà nước. Có được quan điểm này của thượng tướng Tô Lâm, thứ trưởng Bộ Công an thì bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với dàn lãnh đạo của MobiFone đã rất yên tâm để thực hiện kế hoạch phạm tội của mình. Đây là hành vi bảo vệ bảo kê tội phạm của Tô Lâm. Tô Lâm đóng vai trò đồng phạm trong việc giúp sức tích cực cho người khác phạm tội. Có được sự phê chuẩn này từ người đứng đầu cơ quan bảo vệ pháp luật thì bất cứ ai cũng có thể tha hồ phạm tội mà không sợ bị trừng phạt. Thứ hai, để che đậy hành vi bảo kê tội phạm của bản thân và đồng phạm, Tô Lâm đã chỉ đạo cho bộ thông tin và truyền thông quản lý chặt chẽ thông tin tài liệu liên quan đến vụ chuyển nhượng và đưa các tài liệu giao dịch này vào danh mục tài liệu bí mật của Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngay bản thân công văn số 418 trên BCATCIN cũng rất bình thường nhưng cũng được xếp loại tối mặt. Có thể nói Tô Lâm và thuộc hạ của mình ở Bộ Công an cực kỳ lưu manh và thủ đoạn trong vụ án tham nhũng này là trong hoạt động kinh tế thì việc mua bán sát nhập giữa các doanh nghiệp tư nhân và nhà nước là hết sức bình thường nếu chúng diễn ra đúng trình tự pháp luật và đúng với quy định kinh tế thị trường. Nhưng trong vụ chuyển nhượng cổ phần của AVG và Mobifone thì AVG là một doanh nghiệp đang kinh doanh thua lỗ, có nguy cơ phá sản rất cao, giá trị doanh nghiệp chưa ngàn tỷ đồng nhưng tổ chức tội phạm này đã nâng giá lên tới 8.900 tỷ để chúng lấy tiền chia nhau. Kết quả cựu Bộ trưởng và đương kim Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn đã bị bắt cùng với tất cả các lãnh đạo của Mobile Phone. Chỉ còn những kẻ tòng phạm bên Bộ Công an vẫn tìm mọi cách giấu mặt và che đậy tội phạm, trong đó Tô Lâm đóng vai trò chính. Đây là giao dịch kinh tế giữa hai doanh nghiệp. Một là doanh nghiệp cổ phần 100% tư nhân, một là doanh nghiệp nhà nước nhưng do Bộ Thông tin và Truyền thông Quản lý không liên quan gì tới Bộ Công an. Tại sao Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lại dính vào vụ chuyển nhượng cổ phần giữa AVG và Mobile Phone này? Những dư luận đồn đoán về doanh nghiệp AVG là sân sau của hàng loạt các quan chức cao cấp của Bộ Công an có từ khi doanh nghiệp này mới thành lập. Đặc biệt là khi xảy ra vụ va chạm tranh chấp bản quyền truyền hình giải bóng đá giữa AVG và công ty cổ phần bóng đá Việt Nam VPF từ năm 2010. Kết quả AVG của Phạm Nhật Vũ bị thua để trả thù bầu Kiên lúc đó là chủ tịch của VPF, Phạm Nhật Vũ đã dùng thế lực bảo kê của mình trong Bộ Công an là Tô Lâm để đưa Nguyễn Đức Kiên tức bầu Kiên vào tù năm 2012. Những người thạo tin cho biết Tô Lâm và thuộc hạ của ông ta rất nhiều cổ phần trong AVG. Và nếu vụ AVG được chuyển nhượng chất lọt thì Tô Lâm kiếm được khoảng 1.000 tỷ trong tay. Đó là lý do vì sao Tô Lâm lại sốt sắng trong vụ AVG mặc dù không thuộc thẩm quyền của mình. Sau khi vẫn vào được Bộ Chính trị và giữ ghế Bộ trưởng Bộ Công an, Tô Lâm biết thân phận của mình luôn bị nguy hiểm rình rập bởi hai lý do. Thứ nhất là đệ tử ruột của Nguyễn Tân Dũng, cả hai là kẻ thù của Nguyễn Phú Trọng. Thứ hai là dính đến nhiệm vụ tham nhũng, nên Tô Lâm hết sức khuyển mã và bất chấp pháp luật quốc tế mà phạm tội bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đàn áp phong trào dân chủ trong nước. Gần đây Tô Lâm đã lấy lòng được Nguyễn Phú Trọng, được Nguyễn Phú Trọng phong hàm đại tướng và tin dung. Nhưng giờ đây bằng chứng phạm tội của Tô Lâm đã rất rõ ràng liệu Nguyễn Phú Trọng có mẫu lệnh và xử Tô Lâm hay không. Những kẻ tòng phạm với Tô Lâm là Nguyễn Bắc Sơn, Trương Minh Tuấn, Phạm Nhật Vũ đã bị khởi tố và bắt tạm giam với các tội danh vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ và đưa hối lộ theo điều 220, 354 và 364 Bộ luật hình sự năm 2015. Nếu Tô Lâm bị bắt và khởi tố thì Tô Lâm sẽ bị thêm tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015. Nhân dân Việt Nam ở trong và ngoài nước đang chờ quyết định của chủ lò Nguyễn Phú Trọng. Thứ hai, vụ đưa lực lượng an ninh tình báo sang tận Đức để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Đây là vụ án điển hình về việc vi phạm pháp luật quốc tế và khiến cho uy tín của Việt Nam ảnh hưởng nặng nề trong thời gian dài và cho đến giờ vẫn còn bị một số quốc gia cảnh giác và vô hiệu hóa các lực lượng an ninh tình báo của Việt Nam tại châu Âu. Vụ này Tô Lâm làm là để thỏa mãn ý chí cá nhân của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Tổng Bí Thư. Có lẽ vì vậy mà ông Trọng đã trả ơn Tô Lâm bằng cách dẹp đi tất cả những tội lỗi của Tô Lâm trong vụ án AVG. Vụ án giết ông Kinh tại xã Đồng Tâm và nhiều khiếp khuyết điểm tay trời khác của Tô Lâm. Thứ ba, Tô Lâm là tay sai của Trung Cộng Việc này thể hiện rõ ở điểm Tô Lâm đã cho thay đổi bộ máy bộ công an theo mô hình tổ chức của công an Trung Quốc. Từ 8 tổng cục, thực ra có thể giải tán 6 tổng cục để giảm đầu mối bớt công kênh nhưng Tô Lâm cho giải tán hết, đặc biệt là hai tổng cục lẽ ra phải giữ là tổng cục an ninh và tổng cục cảnh sát. Cực kỳ nguy hiểm hơn nữa là Tô Lâm cho xóa hết phòng tình báo ở công an các tỉnh biên giới phía Bắc, khiến cho công tác nắm tình hình ngoại biên bây giờ không có. Nhiều cán bộ lão thành trong lực lượng công an đã phản đối nhưng Tô Lâm phát lờ tất cả. Tô Lâm cho giải tán hết để mình nắm quyền đến trưởng phòng. Bây giờ đến trưởng phó phòng các cục, các tỉnh đều do bộ trưởng bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm bây giờ nhất thiết phải có tiền. Theo dư luận của bên anh em công an thì cấp phòng mất vài tỷ nếu là phòng kinh tế. Cảnh sát giao thông thì mất 5 tỷ, cấp cục trưởng, cục phó giám đốc, phó giám đốc các tỉnh chỉ ít nhất cũng là một triệu đô la Mỹ. Thì ra, việc giải tán các tổng cục là để cho Tô Lâm thâu tóm quyền lực và để ăn tiền và ăn rất nhiều tiền. Tô Lâm còn phải giải tán các cơ sở thường trực phía Nam một lô cơ ngơi trị giá hàng nghìn tỷ giờ là nhà hoang của các oan hồn. Các bộ phía Nam chạy sức bắc sang bang với có chỗ để hợp lý gia đình. Anh nào chị nào không tiền thì chịu lưu đầy khốn khổ hoặc phải xin ra khỏi ngành. Cái nguy là miền Nam là điểm nóng về an ninh trật tự xã hội là đầu tàu kinh tế, bây giờ bỏ trống chật địa. Nhất nhất phải là Hà Nội vô, không sâu sát, Việc thả lỏng vô trách nhiệm ấy để làm gì? Thật đó là một điều khó hiểu. Bây giờ thì tâm trạng sĩ quan hời hợt không làm việc, cán bộ ngồi chơi xơi nước, nhân dịp này Tô Lâm đã hưng yên hóa bộ công an. 30 cán bộ quê Hưng Yên được đề bạt vào nhiều vị trí quan trọng từ thứ trưởng, cục trưởng, giám đốc công an tỉnh, thậm chí là hai thứ trưởng mới cũng quê ở Hưng Yên. Chính vì vậy mà anh em công an đang nói về xu thế nhãn lồng hóa bộ máy công an. Hai thứ trưởng mới điều không đủ tuổi cơ cấu trung ương là người Hưng Yên được đưa lên. Giám đốc công an Phú Thọ, người chủ trì vụ án đánh bạc ngàn tỷ của Dương bị đẩy lên làm giám đốc công an Sơn La. Phạm Trường Giang, giám đốc công an Hải Dương, một cánh hầu của Tô Lâm được lắp lên Phú Thọ. Vụ án nghìn tỷ giai đoạn 2 coi như bị khép lại. Chuyện giải tán và luân chuyển là việc động trời, sĩ quan từ cấp tá trở lên biết điều Vậy mà Bộ Chính trị sao không biết? Tổng Bí thư và Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương coi chừng bị dính trưởng quan liều của Tô Lâm đây. Tô Lâm giỏi luồn lọt lắm. Người đứng chức, kẻ về hưu cao cấp đều được Tô Lâm săn sóc. Tô Lâm từng khoe, Tổng Bí thư từng nói. Không ai hơn Tô Lâm và hứa sẽ đưa vào vị trí chủ chốt. Ông Ba Dũng thì tiến cử Tô Lâm làm chủ tịch nước. Trên các trang mạng trong 3 năm qua, cũng đã từng nêu về năng lực của Tô Lâm. Thử xem một số vụ lớn đã xảy ra và các trang báo mạng đã nêu thì thấy rõ năng lực của Tô Lâm. Vụ dàn khoan 9 năm 1 năm 2014, các công ty và nhà máy ở Bình Dương bị đập phá với cớ phản đối Trung Quốc, Tô Lâm im lặng, thả nổi. Vụ Phomosa năm 2017, Nghệ An, Hà Tĩnh biểu tình, quốc lộ 1 tắc nghẽn cả tháng trời, dân bắt bớ, khống chế, cán bộ, Tô Lâm bất lực. Năm 2018, vụ phản đối đặc khu biểu tình cả nước Bình Thuận bị kẻ xấu xông vào đập phá tỉnh ủy, ủy ban, đốt xe, đốt nhà, bắt công an, lột súng, lột áo giáp của công an. Tô Lâm không chỉ đạo xử lý kịp thời. Phó giám đốc công an Bình Thuận phụ trách an ninh là Lê Việt Thắng, người của Tô Lâm, chuyển vào, đã để bạo loạn, không xử lý được nhưng không bị kỷ luật. Ngược lại, Tô Lâm đưa lên làm giám đốc bị tỉnh ủy phản đối, Tô Lâm phải đưa về làm giám đốc công an Bạc Liêu vừa được lòng với bố của Thắng, vừa ấm gọn một cục đô la. Năm 2019, vụ đồng tâm là điển hình về sự yếu kém của Tô Lâm. Một việc đơn giản như vậy xảy ra kéo dài đến 2 năm, không phương án giải quyết. Cuối cùng, duyệt kế hoạch nổ súng nửa đêm để tiêu diệt cụ Lê Đình Kinh, để cho ba công an chết oan mạng. Rõ ràng là với chiến thuật sai, vô cùng non kém với trình độ đó mà Tô Lâm dám xưng mình là giáo sư An ninh ư? Nhà khoa học, nhà giáo được phong giáo sư phải lăn lộn trong khoa học, phải giảng dạy, phải nghiên cứu có công trình. Tô Lâm không lên bục giảng một ngày nào, chỉ nói chuyện vài buổi rồi cho lính viết lại vài cuốn sách, vậy mà chiếm trệ chức danh giáo sư An ninh, thật xót xa thay cho một đội ngũ thầy cô giáo ngành An ninh. Mới đây trên mạng xã hội nêu rõ người viết luận án tiến sĩ cho Tô Lâm là Thượng tá Nguyễn Xuân Thao, vừa được Tô Lâm trả ơn giữ chức phó giám đốc công an tỉnh Đồng Nai. Tô Lâm là con người như vậy đó. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.